ai thành công mình mỗi người một tờ giấy trắng, thi thử là ai vĩ đẹp hơn. À, chúng tôi hôm nay là vĩ thông cánh nha. Ok rồi, cô Duyên cái là vĩ nè. Hai ba dê vô. Hai ba dê. Đây anh bị tờ gió đây. Mẹ mẹ anh bị đây. Vẽ phong cảnh nha. Con bị với mẹ coi thử vẽ phong cảnh nào đẹp nha. À, con vẽ. À, con vẽ cái đó là cái gì đấy? Biển. Cái biển anh. Đẹp đi. Qua nhà ta là bắc. Đây qua nhà ta cây. Rồi con vẽ đây, con vẽ. Lên mặt trời á. Đây là biển đây. Qua nhà mình xét con biển luôn. Rồi bây vẽ biển này, con mẹ bây vẽ cái gì đây? Thì bây đang vẽ biển nhà. Bây giờ bây cũng vẽ mặt trời dưới biển nè. Đó. Đây mẹ bây vẽ cái nhà. Còn bây đang vẽ cái biển. Cái biển ờ. Cái biển người ta sẽ tắm cho nó ấm. Là biển. Đâu. Bây vẽ nhanh lên nha, cho ông thông mẹ hãy vẽ xem mất nha. Dạ. Đấy. Bây vẽ cái biển này. Vẽ xong biến rồi, vẽ tấm gì nữa đây? Thuyền, biển á, cái thuyền. Cái thuyền á? Dạ. Ờ, cái thuyền. Tàu thủy vô hồng ấy. Đúng rồi, thuyền. Trước ta cái thuyền đẹp quá ổng. À, cái thuyền á. Nó xa quá nên nó gần cái thao xa. Đúng rồi. Cái là màu. Bên cái, dù bên cái. Không phải, cái đó. Cát đây. Rào cát. Là cát thôi. Kiểu cái này cũng cát luôn. Chỗ mẹ em bây vẽ cái cây đa hay là cây sung đây? Không biết cây gì nữa mà còn những cái cây cổ thụ bóng mát là được rồi. Rồi tiếp tục bên đây bây. Không, bây vẽ vô đó không? Bây vẽ có biển nè, có thuyền nè, có cát nữa nè. Đâu có nhà là có mặt trời là có cây nữa. Đúng rồi. Chỗ mì còn có mặt trời nè. Ừ, mì cũng có mặt trời á. Rồi, mì chỉ qua nhà là qua nhà cao ngốc lắm, đây nhà khách sạn. Nhà khách sạn luôn hả? Ui trời ơi, vậy khách sạn gần dưới lắm à. Ờ. Cái gì cao vậy bây? Khách sạn. Khách sạn hả? Chú cho dối dữ không? Đó, vậy khách sạn luôn. Bên cầu thang nè, là hang ở cổ khách sạn luôn. Đúng rồi. Đầu dạy cái cứng nữa. Bên đây cửa sổ này nè. Cửa. Cửa này là cửa.
cố lên. Cố lên mẹ em đi, cố lên mẹ em đi. Cố lên. Thắng thằng Bi mới được. Không nhường. Không nhường. Nhà bà ta bảo gì ha? Đam đi. Rồi, vẽ ông mặt trời đã. Rồi, mày vẽ mặt trời á. Đây là bầu trời nè. Đầu màu cam nữa. Ê. Là mẹ vẽ cái màu wow, đẹp dữ ta. Đồ màu gì nữa? Đồ băng. Trời trái gì hết luôn. Màu bi quỷ xem đó là có quỷ gì nữa không? Vậy cái rột đông. Mùa đông là cánh nắng á, là có màu xanh nước biển lộn. Đây là màu xanh da trời, có màu xanh da trời nó nắng. Nắng á. Rồi. Ê. Lớp. Đây còn quỷ cái gì nữa? Đi càng xíu cái đồng đông. Bờ đông là bộ hè đó. Nắm nhất, nắm bằng cầm. Con dễ vui. Con dễ mùi đông á. Đây mùi đông. Không phải mùi hè đâu, đây mùi đông á. Lò cho đây. Xem chưa? Xem lại. Ok. Xem 2 bức tranh, 3 lần mà xem 200 điểm đây. Rồi, bỏ đây. Bỏ đây. Rồi, quay 2 bức tranh nha, 2 mẹ con nha. Rồi, quay xem rồi. Tạm biệt các bạn hay quá. Tạm biệt, bye bye. Bye bye, bye bye, tâm điểm ấy. Tâm điểm bây giờ có con mèo đây, nó đứng ở trong giỏ nó chóp này. Đi,